Cô chính ra đi, con nít biểu má. Gì vậy, tự nhiên lớn tiếng cô vậy? Là một người đàn ông bản lĩnh phải lớn tiếng như phụ nữ để thể hiện được sự uy quyền. Cô tránh ra đi, con không thích bị méo má. Trời đất ơi, không có hổn nha, cô mét ba mẹ con đó. Cô không cần phải mét ba mẹ con. Bây giờ con lớn rồi, là một người đàn ông bản lĩnh thì không nghe lời người phụ nữ sai biểu. Chị Tiên Sa, anh Hồng Thần. Ủa, Minh Hoàng. Vợ, vợ em đâu rồi? Vợ em đi là phải đi một mình thôi chứ, không lẽ đi kè kè xe hoài. Ủa, sao biết em muốn chơi tôi bờn hay vậy? Biết à, chơi với chú mấy chục năm trời mà không lẽ không biết. Chỉ có anh mới hiểu em thôi. Cái này của vợ thôi mà. Uống đi em. Ngon ha. Hôm nay dám nói xấu vợ nha. Nói xấu gì? Trời đúng thôi chị ơi. Em nói nè, mình là đàn ông con trai, mình đi đâu á thì mình phải đi mình thôi. Không lẽ đi suốt ngày cứ kè kè thì vợ sau lưng, kè kè vợ sau lưng. Ở nhà thôi chứ ra đường phải đi một mình. Trời ơi. Em nha chị, em là Minh Hoàng. Minh Hoàng chứ không phải như ai kia nha. Trời ơi, ngon ngon. Uống gì? À, chị tôi bơ luôn đi. Rồi, đợi tôi nha. Thử giờ có bà ngồi đây rồi dám nói câu đó không? 10 bà hay là 20 bà với em cũng nói vậy trơn. Yeah. Em là bản lĩnh đàn ông. Người đàn ông chân chính chị hiểu không? Nói được là làm được. Nói được làm được phải không? Lăng quảng sáng tay đủ về nhà liền. Ghê ghê ghê. Để tôi nói với lại vợ ông luôn nha. Em nói giỡn rồi chị nha, em không nói gì trơn à. Ghê mạnh miệng lắm. Ông Thương. Nghe. Tôi đi làm móng với gội đầu á nha, ở nhà coi quán nha. Biết rồi, biết rồi. Đem này vô để tôi lạnh đi, lát về uống. Đi trước nha. Ba chị, đi cẩn thận nha chị. Ồ, em thấy anh vậy, em thấy thương anh quá, thấy tội nghiệp anh quá. Làm gì tội nghiệp? Anh nghĩ làm sao vậy? Anh là đàn ông mà, nam nhi đại trượng phu mà, đầu đội trời chân đập đất mà. Đi được thì phải tự về được chứ. Đưa rước cái gì? Còn về không được nữa, cho 10.000 đi xe ôm về đi. Chú nói vậy sao nghe được? Vợ mình á thì mình đưa đón, có gì đâu quê. Một tay là dọn quán, một tay là làm nước, rồi đi đón nữa. Với anh thấy em giống ô xin quá. Đừng nói vậy, mình là đàn ông mà chú biết á, tâm lý của phụ nữ á rất là thích được đưa đón, thích chiều chuộng. Mình chiều vợ mình chút xíu có sao đâu. Nhưng mà mình chiều vừa phải thôi, anh là chiều quá chiều luôn rồi. Thôi, mỗi người có một cuộc sống, đừng có tham gia gia đình tôi. Ủa, chú Minh Hoàng. À, chào con. Dạ. Ăn gì á? Dạ, bánh mẹ con mua cho con á, ngon lắm á. À vậy hả, cho chú một cái. Dạ, vậy đây chú. Hay dạ. Á, lớn là phải biết nhờ. À, sẽ chia ngọt bùi cho nhau hiểu không? Dạ đúng rồi. Kim. Ủa sao vậy Misa? Nãy giờ ông hẹn tôi đi chơi mà sao không ra vậy? Chết rồi. Ở tại vì nãy giờ tôi xem mạc hình hay quá cho nên quên luôn rồi. Nhìn chảnh coi luôn đi. Thôi Misa, tha lỗi cho tôi đi. Bây giờ đi chơi. Đi chơi gì? Có gì bù không đã? Nè, có bánh nè. Bao ông cặp hết rồi giờ ông đưa cho tôi hả? Giờ sao? Chú Minh Hoàng. Gì con? Chú ơi chú. Gì? Chú cho con xin lại bánh đi chú. Mới cho rồi lại mày. Dạ thôi chú trả cho con đi. Không chết con luôn á. Dạ cảm ơn chú. Nhưng mà con mày. Nè Misa, ăn đi rồi đi chơi. Nhưng mà đợt này là ông chở tôi nha. Ừ, ok luôn. Đi. Đi. Hư cả một thế hệ. Rồi tương lai của nó sẽ về đâu? Thì đúng là Mộng Thường. Cái gì? Anh Mộng Thường, anh ra đây cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh Mộng. Anh cướp hả? Cái gì vậy? Tôi nè, Mộng Thường nè, em làm gì vậy? Làm gì vậy ba? Đang sửa cái máy lạnh. Sửa máy lạnh mất mới bịt kính mặt như vậy? Bụi ở trên nó rớt xuống mặt hiểu không? Bay vô mắt hả? Ừ. Sao bay trên đầu bay xuống cái gì? Ừ. Thì người ta kéo, vậy là ta che lại hết luôn. Đó, giống con bé mặt hơn đỏ chưa? Không mệt quá, làm gì la lối sầm vậy? À quên đó, tôi nói chết ông rồi. Chết ông rồi. Thôi thông cảm đi, lo cái máy lạnh không có kịp mà làm nước cho ông uống. Cái vấn đề nước nó không quan trọng nữa. Chuyện gì? Cái quan trọng là con ông. Con tôi làm sao? Thằng con ông tương lai nó sẽ giống ông. Thì đúng rồi, con giống cha chứ giống ai. Nhưng mà giống cha cái gì, giống cha đi sợ vợ là sao? Đàn ông con trai không được sợ vợ, hiểu không? Tôi không muốn thấy một mầm mống, một thế hệ tương lai con em chúng ta đi theo vết xe đổ của ông hiểu không? Ông phải dạy nó làm sao là con trai là phải bản lĩnh lên, không? Là một người đàn ông chân chính, ông hiểu không? Một người đàn ông không biết sợ vợ, ông hiểu chưa? Tôi biết,
thì bản thân tôi yếu đuối nhu nhược, tôi cũng sợ vợ, lấy kinh nghiệm đâu mà dạy dỗ cho nó. Anh dạy nó không được thì để tôi dạy. Tôi không muốn thấy một mầm non tương lai bị hủy hoại trong tay của anh hiểu không? Thiệt hả? Thiệt. Ngồi đi con. Dạ. Dạ thưa thầy, học trò tới rồi thầy ạ. Con nhớ là ba dặn nè. Con á phải nghe lời thầy nghe chưa? Dạ. Thầy dạy cái gì phải là dạ thưa, nhớ không? Dạ. Ủa ba, ba. Ủa hôm nay mình học thêm cái gì vậy ba? Toán hay tiếng Việt? Không, thầy dạy con những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Chào thầy đi, chào thầy đi. Dạ con chào chú Minh Hoàng. Bảy. Đổi cách xưng hô ra đàng hoàng. Chào là phải chào sư phụ. Chào sư phụ. Dạ, con chào sư phụ. Dạ thưa thầy, hôm nay ngày lành tháng tốt. À, tôi dắt con tôi tới. Dạ không có gì hết, gửi thầy ăn lấy thảo à. Anh cứ khách sáo như vậy hoài à. Thôi anh mới cầm về đi, tôi không nhận đâu. Thôi thầy cầm đi mà. À, thôi thì cũng được, anh cứ vậy hoài tôi thích lắm nghe. À, ngày hôm nay sư phụ sẽ dùng hết tất cả bí quyết của sư phụ để chỉ dạy cho con trở thành một người đàn ông bản lĩnh, một người đàn ông vững chắc trong xã hội này. À, sao con chịu không? Dạ chịu. Và bây giờ sư phụ muốn hỏi con có biết thế nào là bản lĩnh không? Dạ thưa sư phụ, bản lĩnh là khỏe mạnh, mạnh mẽ và không yếu đuối. Đúng, học trò rất thông minh, con anh rất thông minh. Nhưng đó là chưa đủ đâu con à. Để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông bản lĩnh thì trước hết con phải biết từ chối những yêu cầu của phụ nữ đưa ra cho con. Hiểu chưa? Dạ. Sư phụ nghe nói mẹ con hay ép con ăn lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Hay ép lắm. Vậy thì bây giờ lúc này là cần sự bản lĩnh của con nè. Con phải từ chối, từ chối mẹ con không được ăn. Ủa là con không được ăn luôn á hả? Không phải là như vậy, nhưng mình phải thể hiện là thích thì mình ăn, không thích thì mình không ăn. Hay quá. Thấy tôi giỏi chưa? Thấy thông minh chưa? Nhưng mà con mà không ăn là mẹ la ba con. À, đúng rồi ông ơi, nó không ăn bả la tôi chết đó, tôi không biết dỗ em. Trời ơi, cũng tại anh không? Con hư là tại anh chứ không phải tại mẹ đâu. Con đừng bao giờ nghe lời ba con nói. Ngay lúc này đây, con phải thể hiện bản lĩnh của con bằng cách là chống lại những gì người phụ nữ nói. Hiểu chưa? Dạ. Bước một coi như thuận lợi ngang. Chưa hết đâu. Để trở thành một người đàn ông bản lĩnh thì phải biết ăn to nói lớn. Hiểu không? Dạ. Dạ nhỏ quá. Dạ phải lớn lên. Dạ. Chưa đủ lớn. Con dạ làm sao mà cái kiểu như là nạt thẳng vô mặt sư phụ đó. Dạ lại coi. Dạ. Đó, ít ra phải như vậy. Bước một coi như thuận lợi nghe chứ thường. Hay gì quá. Cái gì thuận lợi vậy? Hả? Dạ con giới thiệu với bác Tứ, đây là thầy Minh Hoàng, dạy dỗ con của con thành người ạ. À, mày làm thầy luôn rồi? Không phải thầy mà là sư phụ. Hú hồn. Trời đất ơi, dạy gì? Dạy làm người hả? Dạ. Đúng rồi, dạy cho bác em trở thành một người đàn ông mạnh mẽ nhất trong cái xóm này. Được không? Được chứ sao không được bác Tứ. Mày còn không lo thân mày được ở đó mà dạy ai? Sợ vợ thấy bà nội luôn. Còn nói bác Tứ nghe, sợ là một chuyện, huấn luyện là một chuyện. Không, bác Tứ thấy huấn luyện viên đá banh không? Có những huấn luyện viên không biết đá banh, nhưng ngược lại họ có những đầu óc tư duy chiến thuật tốt cho nên họ vẫn thành công vậy. Không dám đâu ông, có nhiều ông huấn luyện viên kìa, đá giỏi dễ sợ mà huấn luyện còn dở kìa. Trời đất ơi, ở đâu ra? Chừng nào mày giỏi mày mới dạy người ta, chứ mày dở làm sao mày dạy người ta được. À, bác Tứ coi thường con đúng không? Bác Tứ cứ yên tâm đi, với những bí quyết thành công của con sẽ biến bé em thành một người đàn ông bản lĩnh nhất trong cái hẻm này. Và chắc chắn bé em sẽ hơn ba nó rất nhiều. Ngày đó sẽ không xa xôi. Và chính con là người bản lĩnh. Rớt cái mồi dưới xuống kìa. Sư phụ kêu mình phải thực hiện những gì sư phụ đã dạy. Bây giờ quán muốn tanh nè, biết tìm ai mà thực hiện. Chị Tiên Sa ơi, chị Tiên Sa. Có rồi. Hả? Gì con? Có gì? Hey. Trời mặt tiếc. Cô tránh ra đi. Gì? Trời ơi, cô đừng cái là... Cô tránh ra đi, con nít bẹo má. Gì vậy, tự nhiên lớn tiếng cô vậy?
là một người đàn ông bản lĩnh phải lớn tiếng như phụ nữ để thể hiện được sự uy quyền. Cô tránh ra đi, con không thích bị méo má. Trời đất ơi, không có hổn nha, cô mét ba mẹ con đó. Cô không cần phải mét ba mẹ con. Bây giờ con lớn rồi, là một người đàn ông bản lĩnh thì không nghe lời người phụ nữ sai biểu. Ba mẹ con ở trong phòng, cô thích thì tự vô mà kêu. Không có hổn nha, cô đánh con đó. Là một người đàn ông bản lĩnh thì ta không để người phụ nữ đánh mình, mà mình phải đánh lại. Ê, nè nè, người đàn ông bản lĩnh, tin không? Cô đánh con bây giờ đó, ba mẹ con chịu con quá con thương phải không? Hả? Hả? Đứa gì vậy? Hả? Ai dạy mấy cái này? Dạ sư phụ con. Sư phụ con là ai? Dạ sư phụ Minh Hoàng. Minh Hoàng? Dạ. Sư phụ ơi, sư phụ. Sư phụ gì đó ơi. Vì đứa nào sùm đó. Dạ con chào ông. Ôi chào con. Dạ. Đi đâu đây? Dạ con đi kiếm sư phụ con. Thì sao rồi? Sư phụ dạy sao? Hả? Học được không? Thì tại sáng nay con nghe lời sư phụ á, cho nên là con mới bị cô Thùy Linh nhéo tay, đau muốn chết. Vậy hả? Dạ. Ôi tội nghiệp, giờ đi kiếm sư phụ hả? Dạ. Để ông kêu cho. Dạ. Minh Hoàng ơi, có đệ tử kiếm nè. Trời ơi, đã nghe. Sư phụ. Chào con. Dạ, con chào sư phụ. Chào con. Trời, lễ phép quá trời có đất nè. Ô, chào sư phụ. Dạ, chào bác Tấn. Ủa mặt sư phụ bị sao mà sư phụ cứ lấy tay che mặt hoài vậy? Chắc bị mèo quào. Không có, cái này kiểu như là không khí ở đây nó bị không có trong lành cho lắm, cho nên là sư phụ thô nhiễm cho nên là che lại. Tao máu họng mày à. Không khí nhà tao là rất là trong lành nha. Nha, giờ sao? Nói chung là sư phụ trời ơi mèo quào. Không có, cái này là sư phụ tự hành hạ sư phụ. Tại vì sau khi sư phụ đã chỉ dạy sai cho con, tự hành hạ mình chứ có gì hết. Đúng rồi đó con, sư phụ tự hành hạ sư phụ đó. Mà cô thấy tội nghiệp quá nên cô tha cho. Đi nấu cơm cho cô ăn đó con. Ủa là sao sư phụ? Thực ra là những sao điều mà... Sao truyền đạt lại cho họ đệ tử nghe coi. Đúng rồi. Biết rồi, từ từ ta nói. Thực ra là những điều sư phụ dạy cho con á, cái đó là tất cả đều là sai. Đừng nghe lời sư phụ, hiểu không? Chúng ta là phải là trân trọng, phải nên yêu quý phụ nữ. Thì đó mới chính là những người đàn ông đích thật, không? Còn bây giờ á, thì sư phụ á, sẽ chỉ dạy cho con một bí quyết là lấy lòng vợ. Để làm chi? Cho con thấm nhuần tuổi dấu thơ. Để sau này con có thể trở thành là một người chồng. Một người chồng, một người cha đích thật, hiểu không? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Lúc trước sư phụ nó khác, giờ nó khác. Tôi còn không nghe lời sư phụ nữa đâu, con đi xem hoạt hình còn sướng hơn. Đúng rồi đó con, tuổi này là tuổi coi hoạt hình. Đi coi cho thoải mái đi con. Dạ con chờ ông, con chờ con đi. Đi đi con, đừng nghe con chờ. Ngoan, nó không thể chào tôi luôn. Nhỏ đó, chào mày làm gì hả? Trời ơi, không đập trong mặt mày là mai à. Đổ thứ gì đâu á. Con ta mới có mày lớn mày biết dạy gì không? Tuổi nó là tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi học, tuổi coi phim hoạt hình. Hiểu không? Dạ con biết. Chứ mà dạy cái gì bậy bạ vậy, nó đâu có lớn rồi mà vợ với con. Dạy chồng đi. Sao? Anh biết lỗi của anh rồi, có trách được có giận anh nữa. Thấy chưa? Học trò anh cũng bỏ anh đi rồi, không thèm chào anh luôn kìa. Anh hứa từ nay về sau anh sẽ không tái phạm nữa, anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ không dạy những điều mà không đúng nữa. Chứ dạy gì? Mà anh có dạy á là anh sẽ dạy vậy nè. Sao? Vợ tôi sợ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế, nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, ta ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là...